Nhiều thằng này hay đâu ạ, vừa thắng một trận đấu chắn mà. Lại gương mạnh cái đấy. Đông bún này, Linh sinh nam C này. Đã quyết. Trên sân thứ 6, trận đôi, trận tổng đội của Đất Thừa Thiên Huế. Anh chàng mình rất đẹp nhá. Cô anh Huyền, khỏi mua đâu, không mua đâu. Trận đấu thứ nhất, bảo thủ thiên huế đặt lên thứ hai và hạ bảo thủ thiên huế đặt lên thứ ba đấu ạ, anh luôn luôn là cá nhưng mà cái giải thích là đẹp anh đã đi xin hôn chưa rồi. Đơn nhất là lần đầu gặp một chiếc mặt thường. Chiếc là những thứ ok. Gắt đi em đang là cái đi đầu. Anh á? Em anh đang thắng vụ thắng Sài Gòn không giải. Chúng ta làm quá đi rồi. Đánh kiểu là nếu mà đánh trước là em đánh. Lần này em thấy có một đội Hải Dương là kinh nghiệm đúng không? Thank you.
Để anh Lâm up lên YouTube rồi nhanh đúng không anh Lâm? Còn up được 1080p. Đây mấy ông cứ đánh mười mấy phút, 20 phút này. Nhưng mà anh cấp đi rồi, trận đấu có 1-2 phút rồi. Để em xem nhanh. Đúng là cứ đừng một cắt mấy quả thật hỏng à. Không có quả thật hỏng. Nên bên đường phương ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.